Tôi nói ông là không có này để mà ăn đâu, chứ ông đừng có nhìn vô nó nói mày thấy ăn đậu bắp hả? Đậu bắp chấm chao ngon. Tôi nói ông đậu bắp không cần chấm chao cũng ngon nữa. Bây giờ đậu bắp chỉ ông chỉ cần gọi là trụng trụng thôi, trụng lên đúng không? Tôi nói gì nó gọi là thứ nhất là ông ăn nó rất là được miệng. Cái thứ hai là tôi chỉ cho ông này, tôi cái này là tự tôi kiểm nghiệm luôn nha. Ủa nên nói không ta? Sao Nó có mất vệ sinh không? biết đâu. Chắc không đâu, mình nói chứ mình đâu phải mình làm đâu mà sợ đúng không? Có nghĩa là tôi nói ông nghe nè, thí dụ những người nào mà gọi đi ị hơi khó, Là táo bón nói chung là phân tới bề đề để phân khô. đi mà kiểu hơi khó đó, phân 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 cứng á, phân khô đó, ăn đậu bắp mà giống như là ông ăn hơi nhiều tí, tôi nói ông chỉ trong vòng buổi sáng ông ăn đi hoặc là buổi trưa ông ăn đi, trong vòng 1 tiếng sau Dễ đi à? tôi nói ông đi một cái dễ dàng cực kỳ luôn, đây là kiểm chứng của tôi Đúng đúng, đó. tính ra mà bắp có nhiều cái lợi với lại khớp này kia nữa. Nhưng mà cái đó là anh chỉ biết là vấn đề là ăn uống này kia thôi. Đúng. Nhưng mà có một cái đậu bắp rất là hay, tôi nghĩ là ít anh em nào biết, với ít chị em nào biết luôn. Mới là gì không? Sắc đẹp. Xàm đồ bắp rất đẹp. Đẹp là nó dùng những cái trái mà như trái có màu, như màu đỏ, màu vàng, màu hồng hoặc là màu nào thôi. Màu xanh, xanh xanh. Xanh là kiểu mà xanh 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 trời á. Nó mới ấy thôi. Nhất là từ tuổi dậy thì trở lên, nếu mà bây giờ mấy em tuổi mới lớn đang tuổi dậy thì á, có nên áp dụng cách này. Em đảm bảo luôn với mấy em á, từ tuổi dậy thì đến mấy em mà lớn lên hay tuổi trưởng thành hay tuổi mà bắt đầu mà phát triển hay bắt đầu là phát tướng ra, da đẹp ngút ngàn luôn. Thì cái tuổi đó ai không cho đẹp trời. Vậy từ hồi nhỏ mình đã chăm rồi, chăm lúc dậy thì mình đã chăm rồi, mình chăm theo cách khoa học hợp lý, cách là tự nhiên. Với lại nó giúp cho anh là tàn nhang nè, sạch mụn nè, làm sạch da nè, trắng da nè, da luôn ẩm ướt, da cũng giống bóng láng, giống như là da anh khi người ta nhìn vô da anh á, là nhìn một góc nghiêng á, là có ánh sáng rọi vô là da anh rất là bóng láng và mịn. Vậy là nhìn thẳng vô là nó y như là cái mặt đường hả? Bóng láng mà mặt mịn, nói chung là nhìn vô tưởng cứ tưởng là da mình là đi đi gọi gọi laser để cho khít chỗ chân lông á, thực sự là nếu mà nhìn thẳng vô là da mình rất là đẹp luôn. Nên lưu lại sẽ ngày dùng, tất cả những ai muốn làm đẹp nên áp dụng cách này, vừa rẻ lại vậy lại vừa mang lại hiệu quả cao. Đó chính là đậu bắp, nhưng không phải chúng ta mang đi ăn. Anh rửa sạch, ngâm muối rồi anh giã ra. Gì vậy? Gì vậy? Anh đắp lên mặt. Đảm bảo anh luôn, anh đắp một thời gian da của anh à, nó không đẹp em không lấy tiền của anh luôn. Cũng 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 hợp lý mà. Cái thứ nhất, cái đậu bắp mà ông giả ra nó sẽ có chất nhờn. Thứ hai nữa, nó rất là mát. Đúng rồi, mà thiệt liên mà. mà liên quan gì đến đẹp, sao đẹp? Những cái chất nó làm đẹp, anh thấy những chất là liên quan đến nhờn nhờn là đẹp hết, giống như ốc sên, nhiều nơi người ta lấy nuôi ốc sên sạch á, để người ta lấy nước nhờn á, để bôi nó rất là đẹp da luôn. Ông không thấy Với có lại cây nha đam nữa, nó nhờn á, anh bôi rất là đẹp da luôn, đúng rồi, lần tôi mới nghe trời. thiệt, nó rất là tuyệt vời luôn. Cho nên á, anh muốn làm đẹp hay là vợ anh muốn làm đẹp một cách tự nhiên á và nó an toàn á, thì lấy đậu bắp giã ra, Dạ, nhuyễn ra giã nhuyễn ra rồi bôi lên mặt. xay được không? Xay cũng được, xay thì vắt lượt ra lấy cái nước của nó. Nếu mọi người sang á thì bôi lên mặt nạ, đắp mặt À, nạ, da đẹp lắm. mình bôi lên bắt đầu lấy mặt nạ mình đắp cho khép lại. Đúng rồi, dưa leo đó chỉ là một phần nào đó thôi. Dưa leo mọi người hay đắp dưa leo đó chỉ là một phần nào đó thôi, nhưng sự so với đậu bắp nó thua xa. Đậu bắp là nó bao gồm tất cả mọi thứ cho mọi người rồi. Đủ mới Nếu thích. mà tuổi dậy thì á hoặc là mụn đầu đen nhiều á, cứ bôi thường xuyên đi, là mụn đầu đen nó không còn. Với lại mấy mụn bọc mụn tuổi dậy thì á nó cũng không có còn đâu, nó giúp da trắng tự nhiên. Đúng rồi, nó kêu kiểu là nó có độ mát mà. Đúng rồi, nếu mà mọi người siêng nữa thì pha với nước á, chịu khó bôi toàn thân á, nó giúp cho dưỡng ẩm cho da, mục đích là giúp dưỡng ẩm Đồ làm da luôn đẹp. có Khi đúng da anh có một độ ẩm rồi á thì khi anh ra nắng cái tỷ lệ đen của anh rất là ít, tại vì ẩm là anh da anh có nước, có nước thì lúc ánh nắng chiếu vô nó đỡ phần nào hấp thụ ánh nắng của anh. cái này nó gọi là tự nhiên mà, đâu phải Đúng là rồi tẩy đâu đúng mà. rồi, chỉ có những người nào mà hay ăn nắng đó chính là do sợ da tay da khô á, cho nên khi ánh nắng chiếu xuống là da hấp thụ luôn. Những người nào mà da mà mỏng mỏng là nắng khó hấp thụ, Đồ mới một lớp bảo vệ cho anh rồi đó. lần đầu tiên tôi nghe luôn, có vấn Không, cái đề này thực tế.
Không, nếu mà mọi người đang mấy em đang tuổi dậy thì hoặc là mẹ muốn muốn làm đẹp da, muốn xóa tầm nhăn da nên áp dụng cách này rất là tuyệt vời luôn. Có nghĩa là mình giả ra đúng không? Giả ra thì mình đắp trực tiếp cái xác luôn. Đúng rồi. Còn nếu mà gọi là muốn làm mặt nạ thì mình xay ra. Đúng rồi. Mình lược, mình lấy cái chất nhờn của nó. Mình chét lên, mình lấy mặt nạ mình ốp lại. Đúng rồi. Nếu mà dư nhiều thì thích bôi toàn thân thì bôi. Đụng ở đâu mà bôi cho nổi. Chỉ nói vậy thôi. Đó, chia sẻ mọi người một áp dụng thử đi, không làm mọi người thất vọng đâu. Cái này là một cách rất là hay luôn và thực tế rồi. Nhiều người dùng ok rồi. Để thử thôi. Ok.